Xin chào các bạn, hôm nay công ty Hoàng Long đang có mặt ở tại sân bay quốc tế Nội Bài để tiễn các bạn đơn hộ lý sang Nhật Bản làm việc. Hãy cùng tôi Nguyễn Hương, cán bộ trực tiếp tại công ty Hoàng Long để chia sẻ của các bạn về những cảm xúc và ước mơ trước khi đặt chân sang đất nước mặt trời mọc như thế nào nhé. Chào em có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Vâng, em chào chị ạ. Em tên là Ngô Thùy Dương, em đến từ Mê Linh, Hà Nội. Năm nay em 19 tuổi ạ. Lý do vì sao mà em lựa chọn ngành nghề hộ lý tại Nhật Bản? Vâng, tại vì là sau khi vừa ra trường thì em muốn học hỏi kinh nghiệm này, em muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình nên là em đã quyết định là chọn đi Nhật Bản ạ. Và đã chọn đơn hàng hộ lý ạ. Em có thể chia sẻ cái mục tiêu và định hướng của em sau khi sang Nhật Bản làm việc được không? Vâng, định hướng của em trước tiên là em sẽ đi để học hỏi kinh nghiệm. Sau đó thì em sẽ muốn thi tiếng bằng chứng chỉ tiếng và chứng chỉ nghề nghiệp bên đấy để có thể định cư lâu dài bên đấy ạ. Những mục tiêu rất là đáng quý. Thì trước khi lên đường sang Nhật Bản thì em có điều gì nhắn nhủ cho người thân và gia đình bạn bè của em không? Vâng, thật sự thì là khi mà đi xa thì cũng rất là nhớ gia đình và nhớ bố mẹ. Nhưng mà vì tương lai của mình và vì mọi người nên là em muốn nhắn nhủ đến bố mẹ ở nhà là bố mẹ sẽ giữ gìn sức khỏe, con đi vài năm về và sẽ có thể có nghề đấy, tức là chăm sóc các cụ già thì sẽ có thể chăm sóc bố mẹ này, có thể báo hiếu được với bố mẹ. Lý do vì sao mà em lại muốn đi Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực là chăm sóc viên? Vâng, tại vì sau khi em tìm hiểu thì là ngành nghề Kaigo sẽ được tiếp xúc với các cụ già và đối với em thì là em rất thích các rất thích trẻ con và người già. Vâng, nên là hơn nữa là hàng ngày mình sẽ được sử dụng tiếng Nhật để có thể giao tiếp với các cụ này, mình cũng sẽ rèn luyện được cái tính kiên trì của mình hơn khi nói chuyện với các cụ và cũng rèn được nhiều thứ hơn, nên là em đã quyết định chọn ngành nghề Kaigo. Có rất nhiều các trung tâm đào tạo về xuất khẩu động Hà Nội và lý do vì sao mà em lại lựa chọn công ty Hoàng Long CMS? Vâng, sau khi ra trường thì em vẫn chưa hề có thời gian để mà tìm hiểu cái gì cả. Thì là chính là bố mẹ của em đã tìm hiểu trên internet và đi ra thẳng trung tâm chi nhánh ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội và gặp trực tiếp bên trung tâm và đã quyết định gửi gắm em vào trung tâm ạ. Quá trình mà em học tập tại trung tâm về đào tạo về ngoại ngữ và đào tạo về chuyên ngành chăm sóc sức khỏe thì em đã được các thầy cô và anh chị ở trung tâm hỗ trợ và đào tạo cho em như thế nào? Vâng, theo như nhận xét của em thì đơn Kaigo, ngành nghề điều dưỡng này là một ngành nghề rất có lợi và rất được nhiều đãi ngộ từ trung tâm và các anh chị. Bọn em đi học thì sẽ được học đến N3 và học có thể học cao hơn nữa, đấy là tùy ở bản thân mình. Và bọn em sẽ được nâng học chuyên ngành và sẽ được tiền ăn hay là tiền học thì sẽ được hỗ trợ rất nhiều ạ. Đấy là đơn ngành nghề Kaigo. Những cái khoản hỗ trợ đấy là tiền, ví dụ như là trước tiên là tiền ăn. Sau bọn em học 10 tháng đến 1 năm thì sẽ được hỗ trợ hoàn toàn tiền ăn ở đó. Và cũng như là tiền điện nước bọn em hầu như là được giảm một nửa. Tiền học bọn em cũng không phải đóng. Mà bọn các đơn bình thường thì sẽ chỉ được học đến N3, N4 thôi. Nhưng mà bọn em thì có thể được thỏa sức học đến N3, học hết N3 thì thôi ạ. Khi bắt đầu đăng ký đi xuất khẩu động em có điều gì lo lắng không? Vâng, trước khi mà đăng ký đi xuất khẩu lao động thì em vẫn lo lắng bởi vì là em vừa mới tốt nghiệp cấp 3 xong, kinh nghiệm chưa có và cũng chưa từng va chạm gì cả. Thì điều em lo lắng nhất đấy là mình có thể làm tốt được cái nhiệm vụ của mình không? Hơn nữa thì mình lại còn là đi cái đơn điều dưỡng nữa. Mình tiếp xúc với các cụ thì không biết là mình có thể chăm sóc tốt cho các cụ hay không nữa. Nhưng mà thì em nghĩ là em sẽ có thể làm được sau khi hơn một năm qua em đã học được rất nhiều điều từ các thầy cô ở trung tâm Hoàng Long ạ. Em có thể chia sẻ cho chị biết là em đã nhận được những cái hỗ trợ gì từ cán bộ tuyển sinh ở công ty Hoàng Long hỗ trợ cho em trong suốt quá trình em đăng ký thi tuyển học và đào tạo đến bây giờ? Vâng, trong suốt quá trình học thì là các anh chị cán bộ tuyển sinh luôn luôn theo sát em. Khi mà nhập học hay là gì đó thì các anh chị luôn luôn sát sao thông báo lịch trình. Tóm lại là hầu như là bọn em không hề bị trễ cái gì cả. Hoặc là những cái lần mà đi khám sức khỏe mà mình không có tiền sẵn hay là tiền ăn không có sẵn thì các anh chị muốn luôn luôn sẵn sàng là chi trích tiền cho để mà đóng trước, thì em cảm thấy là rất là cảm động về cái điều này. Ok. Vâng. Chị cảm ơn những cái chia sẻ từ phía bạn Dương. Và trước khi nói về những cảm xúc và định hướng của em trước khi sang Nhật Bản làm việc thì chị cũng thay mặt công ty chúc em có một hành trình suôn sẻ và thành công. Đấy. Và tất nhiên là công ty sẽ hỗ trợ và chăm sóc các em trong suốt quá trình làm việc tại Nhật. Đấy, thì nếu cần hỗ trợ thì các em hãy liên hệ trực tiếp với công ty Hoàng Long CMS nhá. Vâng, cảm ơn em. Vâng ạ, em cảm ơn chị ạ.